Sau chiến tích lịch sử tại giải U23 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về quê nhà trong vòng tay của hàng vạn người hâm mộ tại thủ đô. Thành tích lịch sử ấy còn giúp Xuân Trường và đồng đội được trao tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Thế nhưng, trong niềm vui to lớn mà U23 Việt Nam đang trải qua, người hâm mộ vẫn tỏ ra tiếc nuối cho một cái tên không may mắn gặp chấn thương và phải bỏ lỡ giải đấu lịch sử này, chính là Nguyễn Tuấn Anh. Số 8 của Hoàng Anh Gia Lai là người đóng góp công lớn ở vòng loại. Nếu không có những chấn thương quái ác, chắc chắn tiền vệ tài hoa nhất bóng đá Việt Nam hiện tại sẽ cùng với những đồng đội được vinh danh. Với riêng Tuấn anh đã rất buồn, thế nhưng điều đó lại chính là động lực để chàng trai Thái Bình nỗ lực tập luyện và trở lại. Trời không phụ lòng người, chàng trai vàng kém may mắn của bóng đá Việt Nam đã trở lại trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai tại giải BTV Cup. Dù chưa thể thi đấu trọn vẹn 90 phút, nhưng việc thấy anh trở lại sân cỏ đã là điều khiến người hâm mộ yên tâm. Trước thành công của Xuân Trường và các đồng đội, Tuấn Anh đã có những lời nhắn nhủ đến người bạn thân. Nguyễn Tuấn Anh nói, tôi vẫn chưa tìm được cảm giác tốt nhất. Đây là điều bình thường vì sẽ cần cả một quá trình để tìm lại cảm giác tốt nhất. Tuy nhiên tôi đang cảm thấy rất tốt. Mùa tới Hoàng Anh Gia Lai sẽ rất đáng chờ đợi vì các cầu thủ đang rất lạc quan sau thành công của U23 Việt Nam. Xuân Trường ư? Tôi rất chờ đợi gặp lại cậu ấy tại Hàm Rồng và hy vọng sẽ cùng nhau sát cánh trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai để giúp đội bóng chơi tốt.